Xin chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Trong các bộ anime hay manga, ngoài những nhân vật nam có sức mạnh bá đạo làm hài lòng biết bao nhiêu khán giả như Son Goku, Saitama, Naruto v.v. thì các nhân vật nữ cũng có sức mạnh không kém. Hôm nay chúng ta hãy cùng Top Khám Phá đến với Top 13 những nhân vật nữ trong anime manga mạnh và ấn tượng nhất nhé. Trong top 13 này, chúng tôi sẽ so sánh các nhân vật thông qua sức mạnh và mức độ yêu thích của nhân vật. Vì có vô số các nhân vật nữ được yêu thích, nên chúng tôi sẽ làm top 13 thay vì top 10 để đảm bảo nhân vật mà bạn yêu thích có trong top. Tuy nhiên, vẫn có thể nhân vật mà bạn yêu thích không xuất hiện trong bảng xếp hạng, thì đừng quên để lại bình luận về nhân vật đó ở bên dưới nhé. Chúng ta hãy bắt đầu với Asuna Uyuki. Cô là phó thủ lĩnh của guild huyết kỵ trong Sword Art Online, guild được mệnh danh là mạnh nhất của Ancrat. Vì một trong số ít những người nữ chơi Sword Art Online lại có vẻ ngoài xinh xắn, Asuna được rất nhiều người mến mộ và theo đuổi tới mức guild phải cử hai thành viên khác để làm vệ sĩ cho cô. Cô cũng là một kiếm sĩ cực mạnh và nổi tiếng với tốc độ ra chiêu nhanh như chớp. Chubei có tính cách hiền lành và đáng yêu như một đứa trẻ. Tuy nhiên, khi ở chế độ Samurai, Chubei thể hiện nhân cách khác ở trong mình. Cùng với điều đó, sức mạnh Samurai của cô đạt đến mức 5 triệu điểm, các kỹ thuật kiếm đạo đạt đến mức tối đa và có thể điều khiển được hào quang bóng tối xung quanh cơ thể. Inamoka. Inamoka là một loài ma cà rồng trong bộ anime Rosario to Vampire. Inamoka có sức mạnh khủng khiếp, áp đảo các loài quái vật khác trong bộ phim. Tuy có hình dạng như một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Inamoka có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù chỉ với vài đòn đánh cơ bản. Tsunade. Tsunade là cháu nội của Hokage đệ nhất và là học trò của Hokage đệ tam, một trong những Sanin huyền thoại của làng lá. Tsunade là một ninja trị thương giỏi nhất làng, với khả năng triệu hồi option trị liệu. Bà là một người rất xinh đẹp và có sức mạnh phi thường. Bà được mệnh danh là công chúa option do có khả năng triệu hồi option để chữa trị.
Holden Darkness là một cô bé với vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc vàng. Holden Darkness được biết đến với cái tên khác như là Yami-chan, có khả năng điều khiển được mái tóc của mình thành những vũ khí hay nắm đấm. Cô từng là một sát thủ giết thuê, nhưng sau khi gặp được thánh ngã Rito thì cô đã dần trở nên thuần tính hơn và đáng yêu hơn rất là nhiều. Blackrock Shooter. Blackrock Shooter là nhân vật nữ chính trong bộ anime cùng tên. Cô được mô tả là một nữ sinh trung học với vẻ ngoài đáng yêu và đôi khi có phần lạnh lùng. Blackrock Shooter có khả năng sử dụng một cây súng và cây katana cực kỳ điêu luyện, cùng với cơ thể siêu bền, chịu được những va chạm đáng kể. Icarus. Icarus là một Angelos có sức mạnh kinh hoàng. Icarus có vẻ ngoài đáng yêu, ít nói, trung thành với chủ nhân và sẵn sàng dùng sức mạnh để tiêu diệt bất cứ ai đụng tới chủ nhân của cô. Juliwood Hellside là một necromancer có khả năng hồi sinh được cả người chết và biến họ thành zombie. Hellsleywood có sức mạnh khủng khiếp đến từ địa ngục, mạnh đến mức cần phải có một bộ áo giáp luôn mang theo bên mình để phong ấn sức mạnh lại. Thậm chí, Hellsleywood có thể giết người chỉ bằng việc cất lên tiếng nói. Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi là một trong những tinh linh trong bộ anime Dead Alive. Khó có thể nói Tokisaki có tính cách như thế nào, đôi khi như một nữ sinh đáng yêu, đôi khi là kẻ giết người điên loạn. Kurumi có thể thao túng được thời gian đối với chính bản thân, cho nên cô có vô số thực thể Kurumi khác,
Kurumi sử dụng các vũ khí đặc biệt như là đồng hồ, súng ngắn và súng trường theo phong cách cổ điển. Tatsumaki. Tatsumaki là một siêu anh hùng cấp S hạng 2 trong One Punch Man, còn được biết đến với tên là đứa con của Bảo. Được mô tả với hình dáng trẻ con, cách nói chuyện kiêu ngạo, Tatsumaki có khả năng điều khiển được các đồ vật, kể cả thiên thạch hay đầu đạn. Mikasa Ackerman. Ai là fan của bộ phim Attack on Titan chắc hẳn đều biết đến Mikasa Ackerman, một cô gái cực kỳ xinh đẹp và bản lĩnh. Chỉ sau vài năm tập luyện, Mikasa đã trở thành một trong những người tiêu diệt Titan giỏi nhất. Lucy. Lucy là loài hư cấu Deinonychus, một dạng đột biến của con người với cặp sừng nhỏ nhắn như đôi tai mèo. Lucy có thể giết người hay nâng một vật nào đó từ vị trí rất xa dựa vào vector của mình. Vector được biết đến như những cánh tay vô hình, thường xuyên dao động, được điều khiển bởi tần số từ tiếng yên trong các não của Deinonychus, và chúng di chuyển rất nhanh, có thể cắt xuyên qua kim loại. Trước khi đến với top 1, chúng ta hãy xem qua danh sách được đề cử nhé. Urza Scarlet. Urza Scarlet là một pháp sư cấp S và là nữ pháp sư mạnh nhất trong Fairy Tail. Urza rất nổi tiếng và được biết đến với cái tên nữ hoàng Titania. Cô cũng từng giữ chức vị hội trưởng đệ thất của Fairy Tail trong khoảng thời gian Makaro vắng mặt, cùng với các sức mạnh như hoán trang, phép thuật kiếm, siêu năng lực vân vân. Urza là một nhân vật nữ cực kỳ ấn tượng đối với rất nhiều người.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Top Khám Phá. Đừng quên nhấn like, subscribe hay đăng ký kênh để theo dõi các video của Top Khám Phá nhé. Cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người.